Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ cận cảnh ghép ong các bạn này. Đây em ghép ong, cầu ong này là bị mất cầu ong có chúa nhé. Cầu ong bên kia mất không có chúa. Hai ổ vào một các bạn nhé. Ghép đàn hai ổ ong vào một đàn các bạn nhé. Ổ ong đây em mang B là có chúa này. Ổ ong thùng xanh nên là không có chúa các bạn nhé. Rất mong quý anh chị xem và ủng hộ kênh của em Tony Tiến nhé. Đây là cận cảnh nhập hai đàn vào một ạ. Để phát triển đàn ong các bạn nhé, cái ổ ong thùng xanh nên là hai lần rồi các bạn nhé, hai lần không có chúa ạ. Em zoom to lên cho chị xem ạ. Rồi cái máy em sẽ để vào đây ạ. Rồi đi vào đây gần đây tiếp. Rồi cận cảnh đây quý anh chị, hai thùng ong, một thùng ong mới một thùng ong cũ, một thùng ong ở dưới đất này là không có chúa các bạn nhé. Hai lần ghép ong chúa đều bị mất chúa thì bọn em giờ buộc phải bỏ hai thùng vào một. Cái kỹ thuật ghép chúa bắt đầu quý anh chị nhé, xem quý anh chị xem và áp dụng theo đàn ong của mình nhé. Em nên khuyên cáo là quý anh chị nào, ồ đây đông quân nhỉ, ở ngoài đó đông quân đó. Em khuyên cáo là quý anh chị, anh vẫn phải hút thuốc các bạn nhé. Quý anh chị nào không phải trong nghề ong là nên cẩn thận về cái vấn đề ghép chúa này nhé, vì không có nó chích là em không chịu trách nhiệm về chia sẻ về cái cách ghép đàn đâu các bạn nhé. Đây ghép đàn ổ đây là như em nói là ổ đây, ổ bên bên thùng chưa sơn này là không có chúa hả? À đây là cái mẹo là phòng tránh để cho ong cắn nhau các bạn nhé, là mình thổi thuốc vào nó ngửi mùi nó mất mùi các bạn nhé. Tức là cái mẹo này anh quý anh chị xem nhé, tức là mình thổi thuốc vào á là tránh cái mùi vị của hai đàn này. Nếu bình thường là các anh chị em mà vào nó bỏ vào nó cắn nhau là chết hết luôn nhé. Em đang quay bị mưa đây, em vẫn phải chấp nhận đây quý anh chị này. Đây là bỏ hai cầu vào một các bạn nhé. Đây em sẽ cận cảnh cầm cho quý anh chị xem ạ. Nhập chúa luôn các bạn nhé. Đây là hai cầu này, trong này có hai cầu này có chúa các bạn nhé. Hai cầu em để dưới đây là có chúa ạ. Còn trên này, bên ổ trên đây là không có chúa, mất chúa rồi. Để nhập vào, anh nhập vào là có mùi chúa mà anh thỏa thuốc thì nó không ngửi mùi nhận dạng được nhé. Nó không nhận dạng được cái mùi ong á. Mình không rũ gì đâu quý anh chị nhé, thì bỏ cầu vào thôi ạ. Đấy, toàn cảnh bọn em sẽ bỏ cầu vào đấy như vậy, rất đơn giản là quý anh chị thấy chưa, bỏ lúc thì sẽ yên ổn thôi ạ. Rồi anh bỏ cầu thứ hai các bạn này, anh nhấc cầu thứ hai đây ạ. Rồi như vậy đã xong, quý anh chị đã thấy quang cảnh bỏ hai cầu rất đơn giản, nhập ong rất nhanh ạ. Rất đơn giản là xong rồi nhé quý anh chị nhé. Để một chút nữa là xong rồi quý anh chị ơi, em sẽ bỏ ở đây vì cái mưa đang nó ướt khó chịu lắm ạ. Đó như quý anh chị đã thấy, không bao giờ đánh chắc. Quý anh chị thấy nhá, thường là trước kia bọn em phải gói vào một chỗ để ngửi mùi cho quen, xong em mới thả ra nhé, buổi đêm ạ. Nhưng bây giờ có kinh nghiệm rồi thì bọn em sẽ bỏ vào trực tiếp thôi ạ, không đánh nhau. Đó như quý anh chị thấy là không bao giờ đánh nhau nhé, và rất đơn giản như các bạn này. Rồi xong rồi có đánh nhau đâu mà ong nó không bay đi các bạn nhé, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Đây trong thùng này, cùng thùng này còn mấy con ong ngon không? Rồi anh đậy vào nhá, tránh sự ướt các bạn nhé. Đang làm đây thì có bị mưa các bạn ạ. Đây ngoài trời đang mưa đây các bạn này, đang mưa ướt đây, bọn em vẫn bỏ nhập đàn này. Như vậy thì chúng ta nhập đàn đã rất đơn giản và êm đẹp nhé. Không có hiện tượng gì đây các bạn này, có hiện tượng gì không? Không thấy hiện tượng gì, quý anh chị thấy chưa? Giờ thì có ổ ong trong đấy nhá. Anh đậy vậy như vậy đã xong rồi. Rồi anh đậy chèn nắp lên đi. Đó, đã xong rồi nhá. Ổ này ổ không rồi quý anh chị này. Giờ bỏ xong đây không đánh nhau này, thì con ong đây, những ong con non chưa biết bay các bạn nhé, đang tập bay ạ. Rồi anh sẽ chạy đây là cái mẹo của em, một cái mẹo nhỏ đây nhé. Tức là mình cũng lên nhập đàn, em chia sẻ một lần nữa là mình nên nhập đàn, chúng ta lên đợi cho ong đi làm về nhé. Ong làm về thì chúng ta nhập đàn thì sẽ đảm bảo cái bờ về ong nó không bị thất lạc nhé. Giờ mình bỏ ở đây là nó bị mất luôn các bạn này, một số con ong nào chưa về nào nó bị mất đàn này, nó bị thất lạc đàn nhé, vì chúa vào trong đó rồi quý anh chị. Cũ thì giờ phải để thùng cũ đó hả, ở đó một số cũ về là về muộn quá thôi, chứ được còn khoảng 20 con. Bỏ được không, bỏ hộp được không, không mai con quân vất luôn à hả? Giờ nó vào đấy nó bị cắn nhau, vào ổ nào bị cắn nhau nên con số con nó chết à hả?
đó thì nó hơi bị thất lạc, hơi mệt nhé. Một đây em quay chia sẻ cho quý anh chị một số ong bên đấy này. Đó bên em vừa xe đấy có một số đuôi khoảng tầm 10-12 con đang bay nằng vả ngoài, nó không đúng chỗ của nó thì nó không còn còn ổ các bạn nhé. Đây quý anh chị thấy đây đấy, một số ong đang bay ở dưới chân đây này. Em sẽ đi sang đây cho quý anh chị xem một chút nhé. Đây đang bay đây ạ. Không biết quý anh chị nhìn rõ không ạ? Nó hiện tại giờ ổ bay đi đưa đi rồi mà. Cái con ong số ong này là thật sự là giờ nó sẽ bị chết nhé. Còn khoảng 20 con bay nằng vảng thôi quý anh chị ạ. Đó. Cũng hơi uổng, để tí nữa cũng được. Anh làm vậy nó hơi uổng quá. Quá lãng phí ạ. Rồi cách kìa. Hả? Cũng đông rồi, cách nhập đàn cuối cùng đã xong rồi nhé. Xe em Tony Tiến cũng xin phép dừng video ở đây ạ. Xin quý anh chị xem hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem ạ. Và nhớ tặng em Tony Tiến một like nhé. Anh chị em chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đoòng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vì tay em phải cầm dù, tay cầm máy, mong quý anh chị thông cảm nhé. Không chào quý anh chị được ạ. Rồi quang cảnh của chúng ta đã, cận cảnh đã xong rồi đây. Em xin phép dừng đây nhé.